Em là người con gái duy nhất mà anh yêu á. Thiệt không? Thiệt. Vì từ giờ anh quyết định sẽ chơi bên đi. Mình chia tay đi. Anh có không dữ? Mất em anh kiếm con khác. Nếu mà người yêu cũ và một con nhỏ em ghét rớt xuống nước thì em sẽ cứu ai? Người yêu cũ đi. Cảm ơn em đã cứu anh. Anh muốn dành lần đầu tiên cho em có thể giúp anh được không? Được thôi. Anh muốn lần đầu tiên có người yêu cũ. Anh nghe nói thằng Nam thích em. Mình chia tay đi. Nhưng mà em đâu thích Nam đâu. Nhưng mà anh thích. Anh đã phản bội em. Mình chia tay đi. Anh nói gì? Hôm qua con chó của em nó cắn anh. Nó đã mang trong mình giọt máu của anh rồi. Tại sao em nói dối anh? Đêm qua em qua nhà Nhung ngủ. Sao anh biết? Tại vì đứa ngủ nhà Nhung đêm qua là anh. Anh muốn tình yêu của chúng ta như lượng mỡ trên người em vậy đó. Anh yêu em nhiều như vậy sao? Không, anh muốn nó càng ít càng tốt. Em có muốn tiến tới hôn nhân không? Em muốn. Em dám hôn thằng Nhân sau lưng tôi. Chia tay. Em có hối hận khi yêu anh không? Tất nhiên là không rồi. Nhưng anh thì hối hận. Anh ước Tết này anh sẽ thay đổi được một số thứ. Thứ gì vậy? Bạn gái. Người ta nói anh mù mới yêu em. Nhưng mà anh thấy điều đó không có đúng. Mà tại vì anh ngu mới đúng. Em không có giống như trong tưởng tượng của anh. Chứ anh nghĩ em như thế nào? Trong tưởng tượng của anh em là con trai. Em có biết mỗi lần nhìn em anh muốn nói ba từ gì không? Anh yêu em hả? Sai, chia tay đi. Gia đình em khó quá à. Không có cho em quen bạn trai. Gia đình anh cũng vậy. Không có cho phép anh quen bạn trai. Tại biên tập nó bị lag. Cái gì vậy? Cái gì diễn viên Huyền Trinh? Không bị. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé.